Thời gian qua, nhiều bệnh viện liên tục tiếp nhận những bệnh nhi đến bệnh viện khi tình trạng đã trở nặng. Do tâm lý quá lo sợ dịch bệnh COVID-19 mà trẻ đến viện muộn, bỏ qua thời điểm vàng cứu trẻ khỏi bệnh khác. Những ca bệnh diễn biến quá nặng vì nỗi lo COVID đã khiến cho các bác sĩ không khỏi trăn trở. Chỉ sau một cơn sốt nhẹ, 3 ngày sau, một bé trai 4 tuổi ở Phú Thọ đã bị lơ mơ mất ý thức. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc viêm cơ tim cấp. Đáng nói là những dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm này lại dễ bị nhầm lẫn với cúm, nên cha mẹ thường chủ quan, tự điều trị tại nhà hoặc đến phòng khám tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong quá trình cấp cứu thì công nhận là bác sĩ báo là đã bị gọi là bé mất đi khoảng 99% ạ. Nhưng mà bác sĩ đã phải dùng cái đập tim cho bé 3 lần đấy ạ. Cảm ơn các bác sĩ nhiều ạ. Đã hỗ trợ và giúp đỡ bé phục hồi đúng như này, nhà em mừng lắm rồi ạ. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán bị viêm cơ tim cấp, phải lọc máu liên tục, sử dụng các loại thuốc trợ tim, vận mạch điều trị tối ưu. May mắn là sau hơn 3 tuần điều trị, sức khỏe của trẻ đã ổn định, có thể xuất viện. Viêm cơ tim cũng vậy, có những trẻ sốt 4-5 ngày, hoàn toàn bình thường, vẫn chơi ngoan, vẫn ăn uống cho đến ngày thứ 5, thứ 6 thì mới biểu hiện bệnh. Và cái diễn biến bệnh thì nó rất là khôn lường mà nó cũng không có một cái dấu hiệu nào để báo trước được rằng là trẻ nó có trở thành nặng nề như vậy hay không. Viêm cơ tim cấp đặc biệt nguy hiểm nhưng triệu chứng ban đầu không tiêu biểu và dễ lẫn với cúm sốt thông thường. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên chủ động đưa trẻ đến khám kịp thời. Đừng vì lo lắng dịch bệnh lan rộng mà bỏ qua thời điểm vàng chẩn đoán xác định bệnh của trẻ. Việc đưa trẻ đến muộn, hậu quả để lại với sức khỏe còn nguy hiểm và đáng lo ngại hơn COVID rất nhiều.